Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với em Xuân Hùng Ô Tô. Vâng, và ngày hôm nay thì em giới thiệu cho các bác một cái mẫu xe rất là mới lạ đến từ thị trường của Nhật Bản. Vâng, các bác nào đang xem video thì cũng không quên bấm một nút đăng ký và bấm một nút thông báo để cập nhật những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày. Vâng, và ngày hôm nay thì bên em sẽ đăng lên cho các bác một chiếc xe, đó là chiếc xe Nissan. Chiếc này là Nissan Sunny. Vâng, được săn sản xuất năm 2014, được trang bị màu sơn phấn hồng. Các bác nhé, màu sơn phấn hồng. Thì chiếc này là số tự động, mang biển số 15 và được trang bị động cơ là máy 1.5. Với cái dòng xe phân khúc hạng D này, hạng B này, phân khúc hạng B, thì đây là một chiếc xe mà khá là rẻ, đời 2014 và số tự động máy 1.5. Bên em đang chào bán cho các bác là 335 triệu đồng. Các bác nào đang có nhu cầu mua những dòng xe mà từ vài trăm triệu thì bên em cũng khá là nhiều các bác nhé. Đây, các bác thể lướt qua một chút ạ. Các bác có thể lướt qua một chút, bên em rất nhiều xe phân khúc dần giống nhau luôn, tầm 200-300 hoặc là 400 ví dụ thế thì rất nhiều. Đây, các bác nhìn qua một chút nhé, thì bên em rất nhiều. Đấy, vẫn rất nhiều xe luôn. Vâng, thì quay lại chiếc xe Nissan Sunny này. Thế đây, một chiếc xe mà thương hiệu của Nhật Bản. Xe thì khá là chất và bao zin các bác luôn nhé. Cho các bác xem một lần vòng này. Với cái chiếc xe này ấy, thì máy móc khá là ổn định và chất lượng. Máy 1.5 này cũng như là máy của vai ớt thôi. Nhưng mà mức độ tiêu tốn nhiên liệu thì nó khá là rẻ. Và đặc biệt thì cái dòng này ấy, thì nó sẽ tiết kiệm hơn và giá thành rẻ hơn. Đây, bản này bản XV nhé, bản đủ luôn, full đầy đủ luôn. Chiếc này thì sẽ rẻ hơn vai ớt rất nhiều. Với vai ớt mà cái đời 2014 mà số tự động như thế này thì nó cũng phải rơi vào tầm 380-380-380 đấy. Thế nhưng chiếc này thì chỉ có 335 triệu thôi các bác nhé. Một chiếc Sunny 335 triệu 2014 số tự động. Vâng, giá trên thì bên em vẫn có thể là bao hồ sơ cho các bác này, rồi vẫn có thể bớt cho các bác nhé. Giá vẫn là tham khảo được. Các bác nào đang có nhu cầu mua thì hãy liên hệ với em. Số hotline của em là 0896108883 hoặc là 0789323799. Em hai số nhé, thì các bác có thể gọi số nào cũng được. Vì nhiều khi là một số thì hay các bác hay gọi chồng nhau thì nó sẽ rất là bận. Vâng, một chiếc Sunny thì nó cũng khá đẹp, dáng thì khá là ngon các bác nhé. Thì em sẽ cho các bác xem lại gần một chút. Thì đây, xe được trang bị la răng đúc 4 bánh này, lốp lát còn khá đẹp các bác nhé, lốp lát còn khá đẹp và dày. Và xem một nội thất luôn các bác nhé. Thì những dòng xe này nó cũng chỉ là xe quốc dân bình thường thôi. Đây, nội thất thì khá là chất lượng, đẹp đẽ. Một chiếc xe cũng được gọi là mượt. Các bác nhé, được gọi là mượt luôn. Cái vô lăng thì đặc trưng của Sunny luôn. Màn hình cam lùi đầy đủ các bác nhé. Điều hòa vẫn là điều hòa cơ thôi. Số tự động máy 1.5. Xe thì ra vẫn là nguyên bản theo xe luôn. Nhờ thì các bác là mua về thì cũng không phải làm bất cứ một cái gì đâu. Vẫn dòng xe bên em nhập về thì cũng khá đẹp rồi. Các bác nhé, khá đẹp rồi. Thì bên em đang bán xe tại trên YouTube và fanpage Facebook ấy, thì các bác nào đang có nhu cầu mua xe thì cứ lên hai trang. Trang YouTube của em là Xuân Hùng Ô Tô, còn trên trang fanpage thì cũng là Xuân Hùng Ô Tô. Và các bác hãy theo dõi cả hai kênh nhé, thì giữa fanpage và YouTube. Xe thì còn rất là đẹp luôn, bao zin nữa các bác nhé. Một chiếc xe đời 2014 số tự động cũng rộng rãi 5 chỗ mà chỉ có 335 triệu đồng thôi. Giá trên bao hồ sơ và vẫn có thể bớt cho các bác được. Đấy, các bác nào đang có nhu cầu mua xe thì hãy nhanh tay, vì thời điểm này là thời điểm đang vào mùa thu lạnh rồi. Và ngày hôm nay thì ở Hải Dương cũng mưa đây. Thì em không quay ra ngoài được, thì em ở trong chợ quay nhé. Đấy, mưa này. Xe thì bên em còn rất nhiều nhé các bác nhé. Đây, các bác có thể tham khảo. Và các bác muốn tìm hiểu sâu hơn và nhiều hơn thì các bác hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất hàng ngày. Chiếc xe nào về là em sẽ đăng lên luôn, thì các bác sẽ biết được thông tin chi tiết tất cả những cái dòng xe, để khi nào mà các bác có nhu cầu mua thì nó cũng rất là tiện lợi hơn các bác nhé. Vâng, cảm ơn các bác đang xem video của em nhé. Thì các bác nào đang xem ở kênh fanpage ấy, thì hãy bấm cho em một nút theo dõi, cũng như là chia sẻ cho em một cái video để cho nhiều người biết hơn. Biết đâu được một cái nút chia sẻ của các bác sẽ giúp được người ta đỡ bất đi phần nào vất vả để đi tìm xe các bác nhé. Vâng, thưa các bác, thì địa chỉ của em là tại 59 đường An Định, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương. Các bác muốn mua xe được giá hợp lý nhất thì hãy điện thoại cho em theo số hotline 0789323799 các bác nhé. Vâng, em luôn luôn phục vụ các bác. Và chiếc xe này thì bên em vẫn hỗ trợ trả góp cho các bác được. Chiếc này hỗ trợ trả góp cho các bác được 50-60% giá trị của xe. Chiếc xe bán 335 triệu đồng thì các bác sẽ vay được tầm
150 đến 180 triệu thì các bác chỉ cần có tầm 150 triệu thôi là các bác có thể mua lấy xe về đi được rồi. Vâng, và ngay sau đây em cho các bác xem một chút về phần máy này. Vâng, máy một chiếc Nissan Sunny, máy 1.5 cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu. Và đặc biệt thì bây giờ xe đời mới bây giờ đều cạnh tranh nhau và đều đưa ra những ưu điểm tốt nhất, đó là bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Thì cái máy nào bây giờ cũng tiết kiệm nhiên liệu các bác nhé. Máy thì bao zin được các bác này. Đấy, xe 4 máy và máy 1.5 nhé. Bao zin được các bác luôn. Xe lổ thì thầm luôn. Cũng phanh ABS đầy đủ này, không thiếu này các bác này. Xe bao zin các bác nhé. Tất cả các cái cabo các bác này, rồi không bị đâm đụng hay va chạm gì. Tất cả còn ngon hết. Vâng, thưa các bác, thì em đang giới thiệu cho các bác một chiếc xe Nissan Sunny đời 2014 số tự động. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán cho các bác là 335 triệu đồng. Giá trên vẫn bao hồ sơ và vẫn có thể bớt cho các bác để các bác mua xe một cách nhanh chóng. Và bên em vẫn đang hỗ trợ cho các bác giá trị chiếc xe này, hỗ trợ trả góp lên tới 50 cho đến 60% giá trị của xe nhé. Thì các bác nào đang xem video cũng không quên bấm một nút đăng ký kênh và bấm một nút chuông thông báo và cập nhật video mới nhất. Và các bác nào đang muốn mua, nhu cầu mua xe giá hợp lý nhất thì hãy alo cho em theo số hotline 0789 323 799. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn.